Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số tin tức đáng chú ý sau. Bộ Chính trị là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 11 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến nhân sự lãnh đạo cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí về báo cáo chính trị, phương án nhân sự, số lượng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi cán bộ cấp ủy, tỷ lệ cán bộ cấp ủy trẻ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ cấp ủy tái cử. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn tiếp tục rà soát, hoàn thiện những bước tiếp theo trong quy trình nhằm đảm bảo các yêu cầu nội dung về công tác cán bộ cấp ủy khóa mới theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đề nghị bổ sung các chương trình hành động để thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 của tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp ý của các cơ quan trung ương để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình đại hội, đồng thời lưu ý Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn nghiên cứu, bám sát nghị quyết của Trung ương để vận dụng, xây dựng, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp cơ bản, thể hiện rõ hơn quyết tâm chính trị, tạo động lực phấn đấu quyết liệt, tích cực, hướng tới những kết quả cao hơn, bền vững hơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Bắc Cạn có bước tiến mới trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2020 của tỉnh. Theo quyết định số 2488 ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh được đưa ra trong năm nay là 6,8%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,5%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 9% và khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,8%. Tuy nhiên, qua đánh giá những tháng đầu năm do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm là 2,7%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 2,3%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 5,4%, khu vực dịch vụ tăng trưởng 2%. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020,
cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng của từng đơn vị, địa phương, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Lâm nghiệp được coi là một thế mạnh của huyện Bạch Thông. Những năm gần đây, để khai thác thế mạnh này, huyện đã tập trung rà soát quy hoạch vùng trồng rừng. Đặc biệt, địa phương này đang định hướng trồng rừng cây gỗ lớn gắn với sản xuất, chế biến lâm sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân. Với diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, kinh tế rừng giữ vai trò quan trọng ở xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông. Để nâng giá trị từ rừng, xã đã vận động người dân thực hiện chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn. Tuy nhiên, vì đa số hộ dân đều có tâm lý e ngại khi chu kỳ trồng và khai thác dài, nên diện tích rừng gỗ lớn trên địa bàn xã thấp. Hiện nay cả xã chỉ có hơn 20 hộ trồng cây thân gỗ lâu năm. Gia đình bà Lương Thị Hợp ở thôn Nà Rào trồng cây mỡ đã được hơn 12 năm. Bà Hợp cho biết cây mỡ trồng lâu năm khi đường kính đạt 18cm trở lên thì giá bán cao hơn nhiều lần. Hiện nay trung bình 1 mét khối cây mỡ có đường kính lớn được mua tại vườn rừng là hơn 2 triệu đồng. Đa số là trồng mỡ, hoàn toàn là cây mỡ hết. Mỡ thì nó có giá trị hơn các loại cây khác. Ở đầu ra nó vẫn cao hơn đám cây khác. Khai thác đi là lại để cái gốc là nó lại tự lên chồi. Còn khai thác lứa 2 còn có khả năng lứa 3, lứa 4. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bạch Thông, so với trồng rừng gỗ nhỏ, lợi nhuận từ rừng gỗ lớn cao hơn nhiều lần, tùy theo tuổi khai thác và đường kính cây. Riêng với loại cây trồng có chu kỳ khai thác 5 đến 6 năm như keo lai, do vẫn còn là rừng trồng gỗ nhỏ, cho nên giá trị đạt khoảng 40 triệu đồng một hecta. Thế nhưng khi trở thành rừng trồng gỗ lớn, tức là cây sau 10 năm trồng mới khai thác, thì bán theo giá gỗ nguyên liệu, gỗ chế biến với giá trị có thể đạt từ 150 đến 180 triệu đồng một hecta. Nếu là rừng trồng gỗ lớn là các loài như mỡ, lát, xoan, xưa, thì hiệu quả mang lại còn cao hơn nhiều. Tuy vậy, hiện nay diện tích rừng gỗ lớn của huyện Bạch Thông vẫn ở mức khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu là do trồng rừng gỗ lớn có chu kỳ dài, đòi hỏi phải có vốn. Trong khi đó, đa số người dân đều muốn trồng rừng gỗ nhỏ với chu kỳ ngắn từ 5 đến 7 năm sẽ có nguồn thu nhanh hơn. Huyện đang tiếp tục định hướng tuyên truyền người dân đầu tư phát triển diện tích cây gỗ lớn cho giá trị thu nhập cao. Phát triển lâm nghiệp thì mấy cái xã mà có diện tích rừng lớn ấy, như Đôn Phong, rồi là Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, rồi Hà Vị cũ ấy, bây giờ gọi là Quân Hà, Lục Bình, cả Vĩ Hương nữa. Mấy cái xã này diện tích rừng cũng tương đối lớn, do vậy là huyện đã tập trung phân lại mấy cái vùng để đầu tư, để thực hiện cái dự án phát triển rừng bền vững. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích trồng cây gỗ lớn, huyện Bạch Thông cũng đang có chủ trương xây dựng mô hình trồng cây gỗ lớn hiệu quả, từ đó nhân ra diện rộng. Cùng với đó, địa phương khuyến khích các doanh nghiệp, gia đình liên kết đầu tư trồng rừng thâm canh gỗ lớn nhằm phát triển diện tích rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện, tương xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương. Tiếp tục thực hiện hoạt động của đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020, ngày 15 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn đã tổ chức tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho hơn 150 người là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể, người có uy tín, người cao tuổi và gia đình các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được giới thiệu về mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tìm hiểu thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, giới thiệu về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Bắc Cạn hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu các văn bản pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính trẻ khi sinh. Thông qua buổi truyền thông này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính. Từ đó, huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng không lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp sau đây, mời quý vị đón xem những tin tức trong nước và quốc tế.